Mến chào quý cô chú anh chị em, mình trở lại kênh YouTube Linh Bonsai nha. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị em một cái lô mai bạch mai Thái nha cô chú anh chị. Thì cái đợt này thì cái cây nó cứng cáp rồi nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình mà nếu mà cô chú anh chị mình tập chơi hay là mình đã chơi lâu dài á, thì em thấy cái dòng bạch mai Thái này nó trên thị trường á, thì nói chung á là nó rất là dễ nuôi ha cô chú anh chị. Cái hàng bạch mai Thái này thì em thấy nó là rất là dễ nuôi so với các cái dòng bạch mai khác. Thì hoa của nó thì chuẩn lắm nha cô chú anh chị, 8-12 cánh. Thì cái lô mai này em quấn rễ toàn là cây là rễ đẹp không nha cô chú anh chị. Đó, em thấy là cái lô này là em tuyển từ cái nguồn cây gốc của cây mai nhà của em quấn á, nên thành ra cái bộ đế nói chung là tương đối, cây nào cũng quái củ cục hết nha cô chú anh chị. Còn con số có số là em bưng bí luôn hay cô chú anh chị. Thì nói chung em rút thì em sẽ rút từ đầu clip vô trong, em rút cho cô chú anh chị ha. Rồi em cũng tuyển những cái cây nào mà cái bo cứng cáp á, thì em mới gửi hàng cho cô chú anh chị mình nha. Còn cây nào tệ quá thì em không có gửi nha. Nói chung là hàng này là em sẽ lựa những cái cây nào mà chuẩn em mới gửi. Thì cô chú anh chị mình thấy đây trên tay em cũng là cây bạch mai Thái, em mới dỡ bịch này cô chú anh chị, cây bịch được 3-4 ngày gì đó. Thì cái đọt cô chú anh chị mình thấy nó cũng hồng, đâu có thua gì cây bạch mai đọt hồng như cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình như là chưa gành gì cây bạch mai đó, thì nếu mà nói về nói cây bạch mai đọt hồng thì cô chú anh chị mình tin liền, nhưng đúng là nó là bạch mai Thái cô chú anh chị. Thì cái đọt của bạch mai Thái với bạch mai đọt hồng á, thì nó tương tự với nhau. Nếu cô chú anh chị mình nhìn sơ qua thoáng qua thì cứ nghĩ cây này cây bạch mai Thái là cây bạch mai đọt hồng, nhưng nó cũng có sự khác biệt vì cái bạch mai Thái này cô chú anh chị, thì khi á là nó mới dở bịch nào cô chú để trong mát á, thì nó vẫn hồng vẫn đẹp như bạch mai đọt hồng hay cô chú anh chị. Đó, còn cái này em nuôi trực tiếp ngoài nắng này cô chú anh chị, thì cái hàng này là nó sẽ xanh lại ha, trắng xanh nha. Còn khi cô chú anh chị mình về để trong mát nó bung bung đọt ra nữa thì đọt nó vẫn hồng vẫn đẹp hơn cô chú anh chị. Nhưng nhưng em cũng nhắc lại với cô chú anh chị phân biệt giữa cây bạch mai Thái và cây bạch mai đọt hồng á. Thì cây bạch mai đọt hồng á, ví dụ nó hồng là khoảng 10 đi, còn bạch mai Thái thì nó hồng khoảng 8-9 thôi cô chú anh chị. Đó, thì nó là như vậy. Còn bạch mai đọt hồng á thì nó 8 tới 20 mấy cánh ha, còn bạch mai Thái thì nó 8 tới 12 cánh thôi. Còn thì em thấy nếu mà cô chú anh chị mình mới tập chơi thì cô chú anh chị mình nên chọn cái dòng bạch mai Thái, tại vì dòng bạch mai Thái là nó rất là dễ nuôi hết cô chú anh chị. Nó chuẩn mặt hoa lắm, rồi mình chăm nó cũng dễ hơn, nó đạt cũng chất lượng hơn là những cái các dòng bạch mai khác. Thì trên theo em thấy em chăm cái dòng bạch mai cũng nhiều năm rồi đó cô chú anh chị, thì em thấy là cây bạch mai Thái thì em rất thích. Nó thì nói chung là nó cũng giống như cây dảo Thủ Đức mình vậy đó cô chú anh chị hả. Nhưng mà bạch mai thì nói chung không có so với hàng dảo Thủ Đức được, tại vì nói chung là bạch mai nó có cái khó của nó nha cô chú anh chị. Nhưng cô chú anh chị mình biết chăm thì nó rất là đạt. Thì cái lô này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 100.000 một cây ha cô chú anh chị. Đó, em quay lại cho cô chú anh chị mình coi cái đế ha. Đó, thì đây cũng có một số cây như là này, như em gửi là gửi cho cô chú chú anh chị mình cái cây những dây như này cô chú anh chị, rất là chuẩn cây rất là đẹp luôn hết cô chú anh chị, rễ rất là đẹp. Thì 100.000 một cây, em ship từ 2 cây ha, và em bao phí vận chuyển là 5 cây. 5 cây á cô chú anh chị mình lấy 5 cây á thì em sẽ tặng cho cô chú anh chị mình một thêm một cây là cây cúc nha cô chú anh chị, chứ em không tặng bạch mai nha. Đó, ví dụ em tặng cho cô chú em chị anh chị mình ở đây em có là ngọc cẩm thạch ha, ngọc cẩm thạch là cái bông mà bông dảo mà màu kem á cô chú anh chị ha, cái đọt ra cũng giống giống như bạch mai đọt hồng luôn, rất là đẹp luôn đó. Còn cúc hoa hồng thanh tú nè đó, thì em tặng cho cô chú anh chị mình, ví dụ cô chú anh chị mình lấy 5 cây em bao ship và sẽ tặng cho cô chú anh chị một thêm một cây là cây cúc nha cô chú anh chị. Chứ đợt này là cây nó lớn rồi em không có tặng thêm cho cô chú anh chị cái bạch mai nữa, tặng như vậy thì em nói chung cái em không có lời, và thậm chí bao luôn phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu mua giống bạch mai Thái thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0966993277 hen cô chú anh chị. Thì
bên em cũng còn vài ba cây siêu nụ gì đó, thì cô chú anh chị mình muốn lấy thì em cũng gửi luôn. Đợt sau thì em có ghép lô sau thì em có ghép bạch mai đọt hồng ha, thì chắc cầm qua Tết em mới có giao lưu được với cô chú anh chị mình ha. Bạch mai đọt hồng thì nói chung nó chăm nó cũng hơi khó, nhưng mà đợi cứng cáp lên thì cô chú anh chị mình chăm thì cũng đạt thôi. Thì trước mắt em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô bạch mai Thái này ha. Thì giá 100.000 một cây, em gửi một đơn hàng là 2 cây ha. Em bao phí vận chuyển là từ 5 cây. 5 cây thì em sẽ tặng cho cô chú anh chị một cây mai cúc nha. Một là cây là cúc hoa hồng thanh tú nè. Em có cúc hoa hồng thanh tú, cúc quý phi, cúc nữ hoàng. Đó, rồi cúc rồi dạ ngọc cẩm thạch ha cô chú anh chị, giả bạch kim. Đó, cái đó là khi cô chú anh chị mình lấy 5 cây bạch mai Thái thì em sẽ tặng một cây đó. Còn thí dụ cô chú anh chị mình không có mua bạch mai Thái và mua những cây kia thì giá 80.000 một cây. 5 cây em cũng tặng cho cô chú anh chị một cây và bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Thì đợt sau em cũng ghép cũng số lượng cũng khá nhiều ha cô chú anh chị. Thì nếu cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua ha thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0966993277. Ví dụ là cô chú anh chị nào mà cần mua nhưng mà chưa có điều kiện để mình nhận hàng á, thì nếu cô chú anh chị mình có nhu cầu á thì cứ đăng ký kênh em ha, theo dõi cái bài viết của em ha, theo dõi cái kênh em, thì khi nào cô chú anh chị có cái nhu cầu mình mua á, thì cứ gọi trực tiếp với em ha. Đó, thì đây em cũng nè, bạch mai Thái em cũng ghép những cái cây lớn tàn lớn nha cô chú anh chị.